Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày 30 tháng 8 năm 2021. Và như vậy là tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã trải qua một tuần siết chặt giãn cách xã hội trên toàn thành phố. Từ ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 6 tháng 9 năm 2021 các bạn. Như vậy chúng ta đã trải qua một tuần siết chặt giãn cách xã hội. Người dân không được phép đi ra ngoài. Ngay cả đi mua lương thực thực phẩm cũng có lực lượng chức năng hỗ trợ, cộng với lực lượng quân đội có thể đi chợ hộ giúp cho người dân. Tuy nhiên thì cũng gặp khá là nhiều khó khăn, bởi vì lực lượng chức năng cũng như là quân đội, lực lượng tình nguyện viên cũng bị giới hạn do số lượng rất là mỏng, cũng không thể đáp ứng hết được cái nhu cầu cung cấp đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn thành phố trong một tuần vừa qua. Cũng chính vì những vấn đề bất cập gặp khó khăn đối với lực lượng cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm đến cho người dân, cho nên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành văn bản cho phép shipper hoạt động trở lại thêm ở các quận vùng đỏ kể từ hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2021. Như thế thì đối với các shipper đủ điều kiện hoạt động cũng như là cung cấp danh sách, thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm phòng vaccine Covid, cũng như là các shipper này phải xét nghiệm âm tính mới đáp ứng đủ điều kiện để mà hoạt động trở lại. Cụ thể thì lực lượng shipper hoạt động ở 8 quận vùng đỏ bắt buộc phải tiêm ít nhất là một mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19. Phải xét nghiệm nhanh mỗi ngày một lần theo mẫu gộp là 3 người. Còn đối với đội ngũ shipper hoạt động ở 14 quận huyện còn lại được tiêm phòng một mũi vaccine và cũng có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Khi đó các shipper này mới thỏa điều kiện theo quy định phòng chống dịch Covid-19 mới có thể vận chuyển hàng hóa lưu thông ở các quận theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm là thành phố sẽ xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho các tài xế giao hàng sử dụng công nghệ hay còn gọi là shipper trên địa bàn thành phố trong một tuần. Có thể nói đây là một tin khá là vui cho những anh em giao hàng làm shipper trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội. Và chuyển sang một thông tin khác cũng khá là vui. Đó là sáng 30 tháng 8 năm 2021 thì Bộ Y tế đã tiếp nhận khoản viện trợ từ chính phủ Cộng hòa Séc gồm 210.000 liều vaccine AstraZeneca và 40.800 liều vaccine Moderna. Có thể nói lô viện trợ này của chính phủ Cộng hòa Séc cho Việt Nam của chúng ta rất là quý trọng và hết sức cần thiết trong thời gian hiện nay. Tổng trị giá của lô vaccine này tương đương khoảng gần 30 tỷ đồng các bạn. Trước đó thì Việt Nam cũng đã tiếp nhận khoảng 27 triệu liều vaccine qua nhiều nguồn khác nhau. Trong đó thì AstraZeneca có khoảng 17 triệu. Còn vaccine Moderna có hơn 5 triệu và Pfizer có hơn 3 triệu. Trong khi đó vaccine Sinopharm có khoảng 2,5 triệu liều. Và theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho hay thì thành phố của chúng ta cũng đang triển khai việc xét nghiệm diện rộng trên toàn địa bàn. Chủ yếu là tập trung và rà soát lại các cái khu vực, các cái vùng cam và vùng đỏ. Song song với việc yêu cầu người dân tại Sài Gòn có thể tự lấy mẫu xét nghiệm qua sự giám sát của nhân viên y tế, thì số ca phát hiện mới trong một tuần vừa qua cho thấy đáng báo động, tức là số ca này tăng cao. Bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 4.000 ca các bạn. Như vậy tính đến thời điểm hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh có hơn 210.000 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 209.980 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và có 445 trường hợp nhập cảnh. Có thể nói các con số này cũng cho thấy là tình hình dịch bệnh Covid-19 ở tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến khá là phức tạp. Có rất là nhiều ca F0 phát hiện trong cộng đồng khi mà thành phố mở rộng tầm soát cũng như là lấy mẫu xét nghiệm theo mẫu gộp theo từng hộ gia đình hoặc là mẫu gộp 3 người, 5 người. Từ đó có thể phát hiện ra F0 rất là nhiều. Hiện tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện điều trị các bệnh nhân Covid-19 cho khoảng hơn 40.000 bệnh nhân, trong đó có hơn 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi và có khoảng 2.700 người đang thở máy và 15 người phải dùng biện pháp can thiệp ECMO. Và với những nỗ lực của toàn thành phố của chúng ta cùng với sự quan tâm cũng như là sự ủng hộ của người dân trên địa bàn trong suốt thời gian vừa qua đã cho thấy người dân của chúng ta cũng hết sức cảnh giác, cũng hết sức lo lắng và cũng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Từ đó chúng ta hy vọng rằng và mong rằng tình hình dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi để đưa cuộc sống của người dân Sài Gòn quay trở về với những cung đường đông người, với những hoạt động sản xuất kinh doanh mua bán, với những ánh đèn lung linh vào ban đêm. Đó là thành phố nhộn nhịp, thành phố năng động, thành phố tuổi trẻ và thành phố xứng tầm với một cái tên gọi là thành phố thân yêu, thành phố nghĩa tình. Và những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Một lần nữa, Tường Vũ Channel xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và ước mong được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào, tạm biệt.